Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC mở thêm làn thu phí ETC trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây nhằm giảm bớt ùn tắc giao thông ở khu vực này. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ khi chính thức thực hiện việc khai thác thu phí tự động không dừng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây cho đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, tại các trạm thu phí Long Phước, trạm ra quốc lộ 51 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi quốc lộ 51 và trạm hướng quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện qua trạm lớn dẫn đến tình trạng thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam tiến hành rà soát phương án tổ chức giao thông, đồng thời sớm triển khai bổ sung thêm làn thu phí tự động không dừng ETC tại các trạm thu phí nêu trên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông khu vực.